Rồi, ngon lành.
ra ngoài, ra bà dùng ngoài vậy. Ra bà dùng ngoài vậy. Dạ mấy anh em được tập hành trong người phải vậy. Tập 6 3 lần mà bạn đây đứng không vậy. Có vô cái gì. Ngày hôm nay hát cùng chị ca sĩ nổi tiếng nha. Hả? Đây ca sĩ nổi tiếng. Trời ơi chị em trong nhà không mà. Ở nhà em thấy mẹ thấy bà luôn. Ê, kêu bữa đây hát với ca sĩ nổi tiếng. Rồi mấy anh chị em vào chụp hình xong rồi không cảm ra ngoài giùm em đi. Chị mớm. Em chào chị mớm. À chị đó. Ai thể chụp em một tấm được. Đúng rồi đó chị, hai chị giả chân với chị mớm. Ờ giả chân luôn đó. Đây hôm nay hai chị cho tấm nha. Trời mớm ơi. Trời ơi trời mít lắc hồi có hơi mát cái chị. Không là khỏi đi khỏi. Không hết hơi rồi. Em gặp chị, em cắn chị. Em ăn chị. Ờ ăn được. Ăn mất luôn sao. Chưa hồi ni ni về. Đây là quả gì ạ? Em mì tâm bông luôn. Đây gì chay đồng bằng. Tôi nhớ rồi. Xong tới đây mình đuổi mình đi vô mình đi chờ.